Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực phường 13 của quận 10 trên đường Hòa Hưng, gần ngay góc ngã ba đường Hòa Hưng và đường Cách Mạng tháng 8 nha, gần công trường Dân Chủ. Đó, gần công trường Dân Chủ và Vincom 3 tháng 2 ở giáp quận 3, quận 1. Và căn nhà Nhân hôm nay review cho anh chị mình nằm ở đường Hòa Hưng của phường 13 của quận 10 ha anh chị. Hướng thẳng mình ra qua hẻm 131 đường Tô Hiến Thành ha, đường Bixi Tô Hiến Thành. Và hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị mình đối diện với Bách Hóa Xanh nè, từ đường Hòa Hưng mình đi vào ha. Thì đối diện với Bách Hóa Xanh có con hẻm đi vào ha, căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm. Nằm ở góc hai mặt hẻm luôn. Và nhà đúc bê tông cốt thép hết. Một trệt hai lầu sân thượng, nhà đúc bê tông cốt thép sân thượng trước và sau, mái che thang. Có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Nhà đúc chắc chắn anh chị mình về chỉ cần đưa vận dụng cụ của mình là sử dụng thôi. Ở đối diện Bách Hóa Xanh ha, hẻm 158 đường Hòa Hưng mình đi vào nha anh chị. Ở đi thẳng luôn Hoàng Duy Khương, mình ra ngay đường 3 tháng 2 Vạn Hạnh Mall, rất là nhiều tiện ích xung quanh, mình giáp với quận 3 nữa, mình gần quận 1 nên anh chị mình đi lại các quận ở trung tâm rất gần ha. Đối diện với Bách Hóa Xanh trên đường Hòa Hưng mình đi vào ha anh chị. Đối diện Bách Hóa Xanh trên đường Hòa Hưng nè, bên kia là phường 12, bên đây là phường 13 ha. Rồi Nhân đi vào ha. Hẻm mình là hẻm xi măng sạch sẽ ha. Mình hẻm xi măng sạch sẽ. Nhà mình có hướng chính là hướng tây tây nam, và nhà bên hẻm bên hông của mình là hướng tây bắc. Hẻm thì thông tứ phía luôn nha anh chị. Hẻm thông tứ phía, hẻm rất là hẻm xi măng sạch sẽ, hẻm thông tứ phía, đi thẳng rồi hẻm 116, 106 đường Hòa Hưng cũng được ha. Mình đi hẻm nào vào cũng được ha. Ra ngay chỗ chợ Hòa Hưng, chợ Chí Hòa ha anh chị. Đó, hẻm trước nhà nè. Hẻm này mình đi hẻm 106 đường Hòa Hưng đi vô nha. Và căn nhà mình nằm ở đây nè anh chị. Đó, ngay góc nó đây luôn. Pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên. Đó, hẻm thì xe ba gác vào tới nơi, khu dân cư hiện hữu gần Hà Đô Sentosa, gần công trường Dân Chủ, hẻm 158 xẹt 17M, đường Hòa Hưng phường 13 quận 10 ha. Đó, như sẽ quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem, nếu anh chị mình thấy phù hợp hãy liên hệ với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành nha anh chị. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 158 đường Hòa Hưng, khu vực phường 13 của quận 10 ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị bất động sản nằm ở góc hai mặt hẻm luôn. Ở căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Một trệt và hai lầu sân thượng trước và sau, nằm ở góc hai mặt hẻm luôn nha anh chị. Thì nhà cao ráo sạch sẽ. Ở nhà có cổng sắt bên ngoài ha, kiên cố cho nó làm mái che. Đó, đây vị trí nhà của mình nha anh chị. Ở đây gần Hà Đô Sentosa, gần công trường Dân Chủ ha. Căn nhà ở góc nên chủ có mở các cửa sổ rất nhiều và có mở cái cửa sau nữa nha anh chị. Đó, cửa sau ngay chỗ bếp luôn nè. Nhà điện chính nước chính, mua bán sổ hồng anh chị mình ký công chứng sang tên ha. Cổng sắt bên ngoài kiên cố, ở trên có lập mái che. Ở các cái nhà mình nhà góc nên chủ có bao góc sẵn luôn rồi nha. Ở nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Ở hướng bên hông của mình, hướng này là hướng tây bắc và hướng chính của nhà mình là hướng tây nam nha anh chị. Hẻm rộng rãi sạch sẽ, hẻm xe ba gác ha. Đây trước nhà của mình ha. Chiều ngang của căn nhà mình là 3,5 m và chiều sâu vào là 9 m. Nhà nở hậu là 4,2 m ha anh chị. Nhà nở hậu 4,2 m. Đây hẻm trước nhà của mình nè. Ở đây thì mình nằm gần công trường Dân Chủ nè, giáp với quận 3, gần chợ Hòa Hưng, gần chợ Chí Hòa. Căn góc ngang 3,5 m và sâu vào là được 9 m. Nở hậu 4,2 m ha. Địa chỉ của căn nhà mình là 158 xẹt 17M, đường Hòa Hưng phường 13 quận 10. Thì nhà cao ráo sạch sẽ, nhà có cổng sắt bên ngoài. Đó. Thì nhà cao ráo sạch sẽ ha. Từ mí này ra tới đuôi đó là 9 m nha anh chị. Bên trong thì cửa sắt 4 cánh. Đó. Có làm ba ga để xe vào cho anh chị mình luôn. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ, nhà đúc bê tông cốt thép nha anh chị. Điện chính nước chính. Điện âm tường hết luôn ha. Điện âm tường. Vị trí này thì chủ làm cửa kính nên có lắp rèm cho anh chị về vị trí này luôn nha. Mình bo góc là vị trí bo góc của mình là cửa kính ha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết, trần nhà cao ráo sạch sẽ, anh chị mình về lăn xương nước lại là
mình vào sử dụng được rồi ha. Điện âm tường. Đó, đây là không gian bếp của nhà mình ha. Bếp của mình thì mình có cái cửa sau nữa nha anh chị, và cửa sau cũng bảo vệ là hai lớp cửa ha. Đó, cửa sau mình cũng bảo vệ là hai lớp cửa, một lớp cửa lùa, một lớp cửa sắt nha anh chị. Đó, mình nấu ăn mình mở cửa này ra cho nó thoáng. Không gian bếp. Ở mặt bếp sẽ đá hoa cương. Ở dưới thì làm tủ gỗ ha. Ở đây cái sàn nước bên này và cái tủ bếp trên, tủ bếp dưới bên này ha, cũng làm bằng tủ gỗ luôn nha anh chị. Ở đây thì mình gầm gần chợ Hòa Hưng, gần chợ Chí Hòa, gần công xây trong công trường Dân Chủ, giáp quận 3. Đó, nhà nở hậu 4m2 nha anh chị. Không gian bếp phía sau thì chủ ốp tường cao ráo lên tới 1m5 ha. Và ốp loại gạch ngang ha anh chị. Cầu thang đi lên thì cầu thang đúc mặt đi hoặc đá hoa cương và đi theo chiều thuận kim đồng hồ. Ngay vị trí cầu thang thì cũng làm cửa sổ có khung sắt bảo vệ hết, do căn nhà mình là căn góc nha anh chị. Đó, sổ hồng hoàn công gần mặt tiền đường Hòa Hưng, gần góc ngã ba đường Hòa Hưng và đường Cách Mạng 8, mình giáp với quận 3. Rồi đây nhà vệ sinh ở dưới chợt nằm gọn trong chân cầu thang, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết nha. Đó, đồ móc treo đồ bằng inox nha anh chị. Sàn cũng lót gạch sạch sẽ ha. Ở dưới đây cũng làm cái tủ để mình để đồ nè. Để đồ ha. Pháp lý rõ ràng, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Ở nhà đúc bê tông cốt thép đi theo chiều hướng kim đồng hồ mình đi lên nha anh chị. Đó, không gian rộng rãi. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 2 nha anh chị. Ở 5 tỷ 2, nhà đúc hết nằm ở góc hai mặt hiểm, khu vực phường 13 của quận 10 ha. Ở đây thì mình giáp với quận 3, giáp quận 1, gần dòng xoay công trường Dân Chủ, trung tâm thương mại Eon, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall nha anh chị. Ở Vạn Hạnh Mall cũng gần ha. Chợ thì mình có chợ Hòa Hưng, chợ Chí Hòa, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ hết nha anh chị. Đó, cầu thang đúc mình đi lên. Tay vịn là tay vịn gỗ nha anh chị. Đó, tay vịn gỗ mặt cầu thang đi lên đi theo chiều thuận kia đồng hồ ha, không có lỗi phong thủy hết. Nhà nở hậu nữa. Rồi mình quay cái phòng ngủ phía trước trước cho anh chị mình ha. Mỗi tầng chủ có làm cái CB điện riêng và điện ở đây thì điện âm tường, cửa gỗ ha. Đó, bản lời rất dày luôn. Đó, cửa gỗ tự nhiên anh chị. Cái này cửa gỗ tự nhiên. Mình căn góc nên mình bo góc ha anh chị. Mình bo góc và mình làm cửa sổ thì chủ cũng lắp rèm cho anh chị mình hết rồi. Cái nền nhà thì sạch sẽ. Đó, điện âm tường hết. Và chúng thấy ở đây có lắp cái tủ âm tường cho anh chị mình luôn nè. Đó, tủ âm tường. Và đây có tấm bảng. Đó, cái tủ âm tường này là tủ gỗ tự nhiên nha anh chị. Và ở đây thì có cái tủ lạnh, máy lạnh cho anh chị mình ha. Máy lạnh Daikin. Đó, căn góc ha, nên chủ bo góc chỗ này và làm cửa sổ ha. Lắp rèm hết, mình kéo rèm lại. Đó. Hướng chính này là hướng tây tây nam nha anh chị. Và cái cửa thông của mình ở dưới tầng trệt đó là hướng tây bắc ha. Lối đi qua hai phòng rộng rãi. Một bồn rửa tay bên ngoài bằng sứ ha, kính đầu đầy đủ hết. Ở trên có cái đèn trang trí nữa nè. Ở trên này có cái đèn led. Và mình có phòng ngủ phía sau. Nhà vệ sinh ở giữa nha. Đó, phòng ngủ này, nhà vệ sinh này thì chủ cũng ốp tường cao ráo lên đụng trần luôn chị. Đó, vòi có vòi nóng lạnh nha. À, vành có van nóng lạnh nè. Và mình có cái van nóng lạnh màu xanh đỏ nè. Thì nhà mình có hệ thống nóng năng lượng mặt trời nha anh chị. Đó, nhà có hệ thống nóng năng lượng mặt trời. Sổ hồng riêng được hoàn công ở đây khu vực phường 13 của quận 10. Ở căn góc thì mình mở cửa sổ rất là nhiều. Ở đây có mở cái cửa sổ và có làm khung sắt bảo vệ luôn nè. Đây phòng ngủ thứ hai của nhà mình ha. Đó, một trệt hai lầu, hai phòng, bốn phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Có phòng thờ luôn nha anh chị. Nhà đúc anh chị mình xem này. Đường đà mình coi này. Đó, đèn này đèn 1m2.
Đó, đường đà ha. Cửa thì cửa nhôm. Đó. Cửa nhôm. Rồi đây đóng cửa lại ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này 5 tỷ 2 nha anh chị. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình đến xem và thấy căn nhà này phù hợp đi, rồi mình hãy nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Sổ hồng riêng được hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Ở đây không gian tầng 1 nha. Cầu thang thì đi theo chiều thuận kim đồng hồ. Ở đi lên ngay trên cầu thang thì có cửa sổ, có khung sắt bảo vệ hết. Nhà là đúc bê tông cốt thép hết anh chị. Nằm ở quận 10. Giá chỉ hơn 5 tỷ tí xíu siêu thôi, 5 tỷ 2. Và giá này vẫn còn thương lượng mà. Đó, giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Mình đến xem và gặp làm việc thêm với chính chủ. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì anh chị mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 nha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Anh chị mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 5 tỷ 2 để bạn bè, người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp được chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha, ở khu vực phường 13 của quận 10 nha anh chị. Cửa là cửa gỗ nè anh chị, phòng ngủ các hai phòng ngủ lớn, mình có hai phòng ngủ lớn nha và hai phòng ngủ nhỏ. Ở phòng ngủ lớn thì có cửa sổ và có lắp rèm cho anh chị mình hết. Gạch thì cũng còn mới, nhà nở hậu không lỗ phong thủy. Thì là chủ để là cho mình thêm cái máy lạnh chỗ này nữa nè anh chị. Đó là hai cái máy lạnh ha. Đèn trang trí hết trơn. Nhà thì nằm ở hẻm không, hẻm 3 mét nha anh chị. Hẻm xe ba gác thôi nha. Đó, pháp lý rõ ràng nha anh chị. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Đó, căn góc hai mặt hẻm ha. Đó, điện âm tường hết. Chiều ngang là 3,5 m và sâu vào là 9 m. Nhà nở hậu 4,2 m. Nằm ở góc hai mặt hẻm ha anh chị. Đây lối đi qua hai phòng ngủ. Vậy là mỗi tầng mình có một nhà vệ sinh ở giữa ha. Mỗi tầng mình có nhà vệ sinh ở giữa, nhà có hệ ống điện năng lượng mặt trời. Ở đây thì bồn rửa tay mình để bên ngoài nha anh chị. Bồn rửa tay mình để bên ngoài cho hai phòng mình sử dụng. Rồi nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh ở giữa. Chủ cũng dán tường cao ráo lên tới trần luôn nha anh chị. Đó, chủ dán tường cao ráo lên đụng trần luôn. Đó, van vòi nóng lạnh nha. Bồn xứ, các thiết bị phụ thì chủ sử dụng đồ inox hết nè anh chị. Đó, móc treo đồ cũng bằng inox hết ra. Rồi, phòng ngủ thứ tư của nhà mình ha. Ở phòng ngủ thứ tư có cửa sổ. Đó, có cửa sổ, có khung sắt bảo vệ. Ở đèn ngủ đâu đầy đủ hết nha anh chị. Điện âm tường. Ở đây là trung tâm, ở đây là quận 10 ha anh chị. Mình giáp với lại quận 3, giáp quận 1. Đi lại các quận ở trung tâm cũng rất gần. Nhà hẻm thì hẻm trước nhà hẻm 3 mét thôi. Đó. Và hẻm này 3 mét thông ra tới ngoài đường Hòa Hưng luôn nha anh chị. Đó. Hẻm thì đẹp, hẻm căn góc, hẻm xi măng sạch sẽ. Ở nhà mình có sân thượng trước và sau, được 4 phòng ngủ rồi ha anh chị. Nãy giờ là mình được 4 phòng ngủ rồi. Rồi đây. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép hết. Nhưng quay phòng ngủ phía sân thượng phía trước cho anh chị mình xem trước nha. Đây sân thượng phía trước của nhà mình ha. Ở đây chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết nha anh chị. Đó, chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết luôn. Và ban công thì ta dình inox. Ở trên là máy đúc của mình nè. À. Máy che th- máy đúc ha, một trệt hai lầu sân thượng trước và sau thì có máy che thang đúc luôn nha. Đó, giặt giũ phơi đồ đây có đường nước đây. Anh chị mình về làm khung sắt viền thêm ha. Pháp lý rõ ràng, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Đó, hẻm trước nhà của mình là hẻm đẹp nha, hẻm 3 mét sạch sẽ. Anh chị mình thấy cái ba mấy tòa nhà đó không? Mấy tòa nhà đó đó là Hà Đô Sentosa ha, Hà Đô. Ngay công trường dân chủ nha. Đó, nhà là khu vực nhà cao tầng hết. Đây là trên sân thượng của nhà mình. Và nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha anh chị. Đó. Một trệt hai lầu sân thượng trước và sau. Mái che thang. Nhà đúc bê tông cốt thép. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Và bên hông của nhà mình là hướng Tây Bắc ha anh chị.
Đó, nhà góc nên có mở cửa sau ngay vị trí bếp nữa nha. Đây sân thượng phía sau của nhà mình nè. Đó, đường nước đầu đầy đủ hết anh chị, mình đưa máy giặt lên đây ha, về mình làm máy che trên này luôn được luôn nha anh chị. Đó, về làm thêm máy che trên này ha, trong mình sơn sửa lăn sơn nước lại rồi trong giai đoạn đó mình sửa luôn nha. Đó, bồn nước nằm trên này nè anh chị. Đó, cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của mình nè, ở nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39. Ở cái hẻm mình còn thông ha, đây hẻm mình còn thông qua đây nữa nè anh chị. Đó, thông ra sau luôn ha, căn góc, căn góc hai mặt hẻm ha, pháp lý rõ ràng. Đó. Đó, hẻm thông luôn. Và Nhân xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình một lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây. Căn nhà nằm ở hẻm 158 xẹt 15 10. Nằm 158 xẹt 17M ha, phường 13 quận 10 ha, ở đường Hòa Hưng nha anh chị. Một trệt hai lầu sân thượng trước và sau. Nhà có một trệt hai lầu sân thượng, nhà máy chai than, nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha. Hướng chính của nhà mình là hướng tây bắc, tây nam, và bên hông là hướng tây bắc nha anh chị. Đó, căn góc hai mặt hẻm. Đây là sân thượng phía trước của nhà mình, chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết luôn nha. Đó, về mình có thể làm máy che thêm được nha anh chị. Máy che than của mình là máy đúc luôn, máy che than luôn nè, đúc bê tông cốt thép hết luôn nha. Đó, về lăn sương nước ngay vị trí cầu thang thì chủ có làm cửa sổ hết nên ánh sáng vào rất tốt nha. Đó, sân thượng trước và sau đều có đi đường nước sẵn, anh chị mình có thể dời cái vị trí máy giặt để trên này. Đó, đi gọn gàng trên này ha. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời với 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha anh chị. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị, mình hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Đây cái đường đà của nhà mình nè, nhà đúc hết. Đó. Phòng ngủ thì mình sử dụng cửa gỗ, vậy là chủ có tặng cho anh chị mình hai cái máy lạnh nha. Đó, để lại hai cái máy lạnh lại cho anh chị mình ha. Máy lạnh Daikin hết nha anh chị. Đó, phòng ngủ sạch sẽ, rộng rãi. Đó, phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau, nhà vệ sinh ở giữa. Đó, nhà vệ sinh ha. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời với 3 nhà vệ sinh và 4 phòng ngủ. Đó, căn góc hai mặt hẻm ha anh chị. Ở đây gió lùa vào rất tốt luôn. Giá hiện tại chủ đăng kêu là 5 tỷ 2 nha. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Mình đến xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Nếu anh chị mình thích cái căn nhà này thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha. Vị trí thì nằm ở trung tâm của quận 10. Đó, gần chợ Hòa Hưng, gần chợ Chí Hòa, Bixi Tô Hiến Thành. Đó, rất là nhiều tiện ích xung quanh luôn. Rất là nhiều tiện ích xung quanh luôn ha anh chị. Giáp quận 3 gần công trường dân chủ, Vincom, Hà Đô, Sentosa. Ở trung tâm thương mại, mình qua trung tâm thương mại Vạn Thành Mall cũng gần ha anh chị. Đó, hai phòng ngủ lớn. Phòng ngủ lớn ở trên, phòng ngủ lớn phía dưới, hai phòng ngủ phía sau là hai phòng ngủ nhỏ nha. Cửa gỗ tự nhiên hết. Ở đây có để lại luôn cho cái tủ âm tường cho anh chị mình ha. Đó. Giá này thì vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ, mình cứ đến xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá. Căn góc nên mình có thể mở cửa sổ hông nhiều đó. Và ở đây mình có làm cái cửa kính cường lực ha, cái này là kính cường lực để lấy ánh sáng. Và bên đây thì có cửa sổ, có cửa lùa và khung sắt bảo vệ ngay cửa sổ hết, lắp rèm cho anh chị mình hết rồi, điện âm tường hết rồi. Ở đây có đi cái chỉ ngay chỗ phòng ngủ của mình nè, đi cái chỉ cao lên để cho anh chị mình lau chùi quét dọn cũng dễ nha. Đó, nhà có hệ thống nóng năng lượng mặt trời nha anh chị. Ở đây nè, thì nhà vệ sinh thì giữa sử dụng cho hai phòng nha anh chị. Đó, gạch thì ốp cao ráo, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, các thiết bị phụ thì sử dụng đồ inox hết. Đó. Ở đây thì trong đây thì gạch sạch sẽ hết nha, lót gạch sạch sẽ, nhà đúc bê tông cốt thép, đường đà cao ráo, trần nhà cao ráo nha anh chị. Căn nhà này trần nhà rất là cao luôn nha, nó rất là thoáng nha.
Ngay vị trí cầu thang thì lúc nào cũng có cái cửa sổ có khung sắt bảo vệ hết á. Anh chị mình xem trần nhà của căn nhà này rất là cao nha anh chị, căn nhà nằm ở góc luôn. Rồi đi xuống dưới cho anh chị mình xem nha. Rồi ở đây có làm cái lam gỗ chỗ này nữa nè, nãy giờ không thấy ha. Đây làm lam gỗ. Không gian bếp thì mình có cửa sổ phía sau, có cửa hông phía sau ha. Nhà góc nên có cái cửa hông phía sau. Mình mở cái này ra nấu nước rất là sạch sẽ, mát mẻ ha. Đó, nấu nước rất là mát luôn. Nấu nước đây thì ốp gạch ngang hết ha. Mình về có cần thì lắp thêm tủ bếp trên chỗ này. Đó, để mình để đồ thêm. Và vị trí này thì chủ làm cái đường nước bên này và tủ âm tường bên này hết ha. Vừa tủ rượu và sàn nước đầu bằng gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Điện âm tường hết ha. Rồi nhân đi ra ngoài cho anh chị mình xem nha. Đó, cửa sắt bốn cánh, ngoài này có cửa cổng ha anh chị. Ở đây còn cái nhà hiềm nhà cao ráo, đây cũng lót gạch sạch sẽ ha. Đó, hiềm nhà cao hơn mặt đường khoảng 5 tấc nha anh chị, 4 tấc ha. Đây hẻm nè, sạch sẽ. Hẻm 158 đường Hòa Hưng. Đó, địa chỉ căn nhà mình đây ha, anh chị mình xem lại ha anh chị. 158 17M đường Hòa Hưng, phường 13 quận 10. Căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm ha anh chị. Nằm ở góc hai mặt hẻm luôn. Nhà pháp lý rõ ràng, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Đó, cống thì nằm giữa hẻm bên hông bên kia nha. Ngang 3,5 m và sâu vào là 9 m, hướng nhà là hướng Tây Nam. Đó, vị trí góc. Ở đây thì chủ ốp gạch cao ráo này để xe có chạy nó không cọ quẹt vô cái mí này ha. Đó, đây thì có cái có cửa lùa. Ở đây mình có một cái cửa sổ, hai cửa sổ, ba cửa sổ, bốn cửa sổ ha. Các cửa sổ này ngay chân cầu thang nha anh chị. Ở nhà đúc bê tông thép có hệ thống nóng lường mặt trời ha. Rồi nhân xin chào, hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ngon nhất cho mình. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha. Đó, hẻm đẹp ha anh chị. Căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm luôn. Thôi nhân xin chào, hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau nha.